Chào mừng em đến với chương trình khuyến mãi thả ga mừng lễ mùng 2 tháng 9 trên shopmoviet.vn của Moba Việt tặng đến 100% giá trị thẻ nạp nha. Hello cho bạn nha, ngày hôm nay Moba sẽ chơi sinh viên Thor nè nha. Cái con tướng được khá nhiều bạn yêu cầu trong thời gian vừa qua. Nhưng bây giờ mình mới làm clip bởi anh em có chơi đâu mà yêu cầu Moba chơi làm gì. Một con tướng vừa phế vừa yếu vừa bị bỏ rơi. Dù anh em rank cao hay anh em rank thấp đều phế. Bởi sinh viên nuôi cái gì mà 10 năm rồi mà cũng chưa có ra trường. Kiểu nuôi rất là cần nhiều tài nguyên, cần nhiều đồ thì mới làm việc được, mới bán được. Cứ đầu game yếu, giữa game cũng yếu, mãi tận cuối game mới chơi được. Đấy, thành ra thì rất là khó khăn. May trận đấu này là SB đam hơi to hơn AD nhá, thì mới có đam để mà đánh team bạn. Chứ không thì làm gì có đam anh em nhỏ. Anh ra mọi người chơi những con tướng vừa mạnh đầu game đến tận cuối game. Ví dụ như Van, Hen, Joker, Veo, đặc biệt là Theo. Chứ chẳng ai chơi Thor này đâu. Vậy thì clip Thor này này để làm gì nhở? Để anh em biết Liên Quân còn có Thor này nha. Dù gì cũng có một cái chiêu lướt, dù gì cũng có cái chiêu cuối dùng để KS con chim. À không, cái con bọ nhưng mà không KS được. Cày thế nhở. Đạn xanh dùng để farm nhưng mà tầm cũng không quá to. Và bắn người thì như kiểu muối đốt còn đệm thêm một cái lớp ni lông anh em ơi. Có dã man. Đấy. Bây giờ mình có bắn được cái gì đâu. Đầu game cực kỳ yếu mà. Bắn. Ta bắn chí mạng. Rồi ui, mày quay anh em chí mạng hên nha. Ta bắn. Trời lại chí mạng rồi. Tiếp tục. Ta bắn. Ui, triple kill. Trời, dí gì quá là kill rồi. Ơ mà cái gì chứ anh em ơi. Tướng phế hay tướng bỏ rơi hay tướng đầu game yếu hay cuối game yếu ấy, thì vẫn có cơ hội được chơi mà. Không phải tướng nào quá phế không leo được rank đâu. Chẳng qua do người chơi, thứ hai là do sức mạnh tổng thể. Nếu sức mạnh tổng thể mà khỏe thì các bạn chơi dễ, leo rank dễ, ai cũng có thể chơi tốt được thì để thắng cao. Nhiều anh em chơi hơn, còn sức mạnh tổng thể mà nó thấp ý, thì cần phải nhiều anh em có kỹ năng cao hơn cái mặt bằng rank các bạn đang chơi thì các bạn mới tỏa sáng được. Thành ra đi, đừng có chơi thằng này anh em nhé, bỏ con tướng này đi. Boom, trời ơi, gì mà đông dữ dằn vậy hả? Đếch cha xuống đây chơi, bắn con tí nị đi. Tí nị thì thực ra thì cũng không có gì đâu, tí mình có đồ mình bắn hết ạ. Ôi, mà đây có chục cuối kìa. Trời ơi, có cặp phên nữa, cả năm đứa đây kìa. Ôi, thôi, tới. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cũng có đường nào mà chạy hết anh em ơi. Chiến thần đang chơi một mình ở trên kia, trong khi thì Đếch Cha đang làm khá là tốt. Cày quá, hai mạng lên bảng đến số rồi. Thiệt sự quá cay luôn anh em ơi, không làm gì được. Ok, nhưng mà không sao. Đợi mình có 3 đồ nhé. Bây giờ mới có hơn một đồ thôi. Còn hơn một đồ nữa mới có thể bắn tốt được. Đây ra đợi tí nha, anh em xem clip đợi tí. Anh em cùng team đợi một tí. Chứ tầm này là chưa có thể tỏa sáng rực rỡ đâu. Thôi, thế làm sao được, chất tướng mà. Chúng ta chơi tướng yếu thì chúng ta phải đánh từ từ thôi. Chấp thời cơ, chờ cơ hội. Trong khi đó thì chúng ta thăm ngàn. Ở đâu có lính quái rừng người ta tới đó ta thăm ngàn cùng với SP. Nhớ là phải đi chung với SP nhá. Làm tham cao cao một tí phải có SP bảo kê. Chứ mà anh em đi một mình không tên nó chắc không anh em chơi game ở đâu. Đó,
bây giờ chỉ có mỗi Aisa thì ở lấy trụ được. Ui thôi xong rồi, Ben ơ may quá Ben, trời Ben ngay. Ui mình xin mày mạnh quá anh em ơi, chứ Ben mà đập đầu mình thì mình to cái đầu rồi, có được bắn đâu. May là Ben mê gái xinh nha, đây bé Cevera cứ mê cứ ham, trong khi Cevera có cái chữ cuối thực ra mình mới có cơ hội được bắn đấy anh em ơi. Chứ Ben mà sốc đam mình là thôi mình khỏi chơi. Đằng bé Aisa thì quá đơn giản rồi. Đấy, có lợi thế cái đi tiếp cái bờ xanh, có bờ xanh là có thêm đam nhá. Chưa ăn xong em ơi, hai hit nữa. Ok, tranh lăn thủ thôi. Lấy cái trụ đứng giữa này. Ui, không lấy được rồi. Thôi nha. Giỡn chơi, cứ giả mình cơ. Từ từ thôi, cứ farm đi anh em nha. Dọn lính này. À, bạn ấy dùng chiêu rồi kìa, bắn đau phết nhở. Có đồ bắn đau phết đây anh em ơi, không có giỡn chơi đâu. Chí mạng gì mặc dù không thể so với những con tướng AD khác, nhưng mà mình vẫn có thêm phần trăm pháo nha. Cái là cái chất tướng của Thor này bây giờ phải có nhiều đồ thì anh em mới bắn được. Bởi anh em thấy đấy, nó phụ thuộc quá nhiều vào cái đồ. Đam thì đam tay thôi, trước thì còn đam được đạn xanh ảo tung cái chảo mình có thể chơi sớm được bằng cách lên xuyên giáp. Bây giờ phải thực sự có nhiều đồ, chí mạng cao bắn mới sướng được. Đấy, như những con tướng AD khác thì bắn chết lâu rồi, nhưng mà cái này thì còn lâu anh em ơi. 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit. Trời ơi, 1 hit. Có biết là mình có lướt không hả Aisa? Đừng đùa. Cứ kiểu như là mình tay ngắn giống Lựu Bố nhở. Đừng có đùa nha, trận này mình no được đấy nha. Ui chiến thần phóng thương ghê phết nhở. Ok, quán đấy, quán. Ui chạy đi đâu chiêu cuối, để ăn mạng đấy bạn ơi. Uầy, trận này được chơi rồi anh em ơi, trận này được chơi thì bạn ngáo ngơ rồi. Thật sự một trận đấu khá may mắn với người chơi Thor nè như MOBA. Chứ bình thường trận đấu anh em đâu có thể làm dễ được vậy. Bởi Thor nè là vị tướng yếu mà. Mình không khuyến khích anh em chơi nha, anh em xem clip để biết chất tướng thôi. Mình xanh như thế này mình bắn còn có, còn cảm thấy rất là mệt mỏi. Anh em mà không xanh thì anh em ít đồ hơn team bạn thì anh em bắn kiểu gì đúng không? Mang tiếng là khắc chế thanh cơ, bắn tay cơ gãy cả súng à, mà cũng đâu có lên bản đỉnh số nhanh được. 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit. Và đấy có chiều cuối nha, cứ từ từ thôi. Đấy ra từ từ nha, phóng chiều cuối từ xa này. Ăn được mạng của Ben. Ngon, những cái pha mà xa quá mình không vào được, anh em đặt cái chiều cuối anh em bắn nhá. Cái vị trí an toàn vô, bởi bắn chiều cuối thì mình phải đứng im khá lâu anh em ơi. Hayate đang ăn bùa đỏ. Chạy đi đâu kìa. Ui có chiêu cuối không? Vẫn chạy được kìa, ảo tuyệt đây. Rồi ra chơi hội đồng đếch trà, nhưng mà đếch trà đếch hết chiêu cuối là yếu nha. Ngon rồi, có lanh rồi anh em ơi. À bây giờ anh em chơi thôi này, chơi đồ ngon bổ rẻ vô. Yếu quá rồi, không chơi đồ sang xịn mịn được đâu. Không chơi diệt thần cung đâu nha anh em nha. Anh em chơi kiếm Muramasa thôi. Cái đồ ngon bổ rẻ. Dù không khỏe bằng cái diệt thần cung nhưng mà cũng gần khỏe bằng. Giá thì rẻ hơn rất là nhiều luôn. Bên này. Trời ơi, một chiêu cuối là được cái máu rồi. Có đồ cái bắn sướng hẳn. Ui kìa. Một hit. À tầm này mình cũng có thể là 3 hit, 4 hit một mạng đấy anh em ơi. Chịu cái gì mà chịu, lợi sai rồi, bị bắn ra đúng rồi. Ok, và thế là chúng ta đang dễ dàng giành chiến thắng rồi. Đấy, kéo vào lớp game thì Thor này hoàn toàn có thể chơi được ổn. Nhưng mà quan trọng anh em có farm được để lớp game hay không nha. Trời ơi, 3 hit là lên bảng thôi. Ok, tiếp tục, mình để cho mình bắn kìa.
cứ để cho mình bắn là mình bắn hết nha. Một hit, hai hit, ba hit, một hit, hai hit, ba hit, bốn hit, năm hit, sáu hit. Lên bảng. Ở lâu điểu làm nhanh hơn mình rồi. Đấy, việc của Tulen rất là đơn giản, đứng trước mình và bật nơi điểu thôi. Tiếp tục nha, con mồi của mình đây rồi nha em ơi. Hay Ate, ui Ate không ăn được Zil. Ok, có lẽ thì cũng phải ít nhất có một hai đường gì đấy nha em ơi. Đây giờ lính rồi, lấy trụ bão ơi. Đứng đây cùng mình cho mình tự tin bắn đi, đừng có về nhá. Ok rồi, qua đây. Tên này một hit lúc cái đầu rồi. Ok, ba đường nhanh em nha, lấy trụ hết xong mình bắn người sau cho nó chắc cú. Trụ được bắn gì mà phun cái máu thế kia, rồi hết chiêu cuối thì mới bắn một bé, hai bé, còn chiêu hai cơ mà bạn ơi, ba bé, trời ơi thứ gì đỡ được. Một phát, hai phát, ôi trời, hai phát không chính mạng rồi đấy. Cũng ra gì thế anh em nhở, quan trọng thì tướng rõ là phế đầu game, giữa game, tới tận tiếp cuối game mới có thể bá được. Anh em mà farm tốt thì anh em có thể chơi sớm ở thời điểm gần cuối game. Ok, và ăn xong ai xa thì trận đấu cũng kết thúc rồi anh em ơi, và video của mình cũng đến đây là hết nha. Xin chào anh em, hẹn bạn trong clip tiếp theo, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.